là ok đúng không? có cùng chí hướng và cùng không đồng lòng để tiếp bước những con đường sắp tới. Nhưng tôi khẳng định với tất cả trên cộng đồng, con đường sắp tới đây tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ một đồng xu các bạn nào từ phía gia đình của em chị hai. Không, tôi cũng lạy bà luôn. Cái gia đình của người ta bây giờ đi ăn mày rồi, gia đình của người ta bây giờ ra đường ở rồi, tiền đâu nữa mà bà đòi. Đó. Cái câu ngay từ đầu tiên đó, ngay từ đầu bà vào đó, bà bảo rằng đó cũng là tiền của bà bỏ ra, mà thực tế bà có làm giống như lời bà nói hay không? Đó. Bây giờ bà lên đây bà bảo rằng từ đây đổ bà sau chị không bao giờ đòi hỏi một đồng xu cái bạc nào của dì hai. Bà nghĩ rằng bây giờ dì hai còn đồng xu cái bạc nào để cho bà đòi hay không? Cơm người ta còn không có ăn, gạo người ta còn không có nấu. À, người ta phải là sống nhờ trong tình thương của chồng xóm trong suốt một khoảng thời gian mấy tháng trời, mà chị bảo rằng chị là người đồng hành giúp đỡ cho gia đình mà chị không nắm vấn đề này, chị là một trong những con người xạo láo đúng không? Tiền người ta đâu có nữa đâu mà chị bảo rằng chị không nhận tiền nữa. Khi nào người ta còn tiền đi, người ta mà cái như là cứ im lặng như khoảng thời gian vừa qua đi. À, tôi nghe bảo rằng á, là chị cứ đổ xe cái xịt đấy, là chị mở cửa xe rồi vô đó, chị ôm cọc tiền rồi chị ra, chị đóng cửa xe cái rầm, chị giống như một bà chủ cá đó mà, đúng không? À, bây giờ cái thần thái đó rồi, cái thần thái mà bây giờ ngày xưa đó là mình điện qua cái như là dí chuyển tiền, điện qua bảo rằng cái như là công việc nó đã đi đến này đến nọ đến kia, bây giờ thần thái đó đâu rồi? À. Sao thần thái tự nhiên nó mất trong con người của chị một cách mà đột ngột như vậy? Thần thái mà điện mà chữ ông Vũ là sắp mặt đâu rồi? Cái thần thái mà điện mà chữ gì hai không cho gì hai nói đâu rồi? Tất cả cái thần thái đó bây giờ là lo liên quan tới là 4 tỷ 530 triệu là đè nén mất rồi đúng không? Cứ gọi là đi lấy tiền của người ta mà dở cái giọng ra là một cái là chủ cá. Lấy tiền của người ta mà còn đi chữ ngược người ta mới được có tiền là tôi thua rồi. Đây là một trong những cái gọi là vừa ăn mày mà có cái sự khốn nạn đó. Chơi kiểu gì mà kỳ vậy? Tiền của người ta mà nhận tiền của người ta không giúp được người ta cái gì mà đè người ta ra chữ như con không đẻ. Tôi hỏi với con cái đây là một trong những cái gì? Đây là một trong những cái gì? Mà bây giờ chị lên chị còn mạnh cái miệng của chị bảo rằng không nhận của gia đình bất kỳ một đồng xu cát bạc nào nữa. Tôi hỏi bây giờ đó người ta đưa chị còn dám nhận nữa hay không mới quan trọng đó, vì cái sự việc nó đã tung lên cộng đồng mạng rồi. À, và chắc ăn bây giờ gia đình mà nếu có tiền tiền đó mà đưa cho chị đó thì người ta cũng phải là bắt chị phải ký nhận vô đó. Nếu như ngày xưa đó, tôi nói chị nè, một con người mà gọi là làm ăn mà tử tế đàng hoàng đó, bao nhiêu lần mình nhận tiền của người ta thì mình cũng phải ký nhận vô đó, đó mới là một cái con người làm việc đàng hoàng. Hoặc là đưa cái số tài khoản của mình để người ta chuyển vô là một trong những cơ sở mình đi làm việc cái gì, tiêu chi phí bao nhiêu, việc thống kê giải chi cho gia đình đó, đó mới là một con người có tâm. Ở đằng này nó thật sự tiền của người ta chỉ giống như là tiền ông cô nội của chị bỏ trong nhà của dì hai đó. Ở rồi chị thích lúc nào chị quay xe thì chị lấy lúc nấy thì thôi, nó thật sự có in tiền chăng nữa cũng không thể cung cấp nổi cho chị đâu. Trong vòng mấy tháng trời, một khoảng thời gian ngắn mà giật của người ta là 4 tỷ 530 triệu mà không có một kết quả gì. Bây giờ chị bảo rằng không lấy tiền của gia đình tôi, nó tiền ở đâu nữa mà lấy? Hả? Gia đình đâu phải là một cái nơi để in tiền cho chị vô chị lấy. Chị là một trong những người tôi nói thật sự tôi chưa thấy ở xã hội này có ai như chị. Chị là lần đầu tiên mà đi vào một cái gia đình nó bất hạnh, đi vào một gia đình mà có một cái sự nó tang thương chết chóc, mà một trong những cái gia đình đang trông chờ trông đợi vào một kết quả cuối cùng. Vậy mà chị lết vô đó, chị xén bên này chị cắn bên kia, tôi thấy thật sự chưa thấy có ai như chị cả. Chị bảo rằng bây giờ gia đình đó không đưa tiền chị thì chị có quyền chị đi khiếu nại gia đình mà, đúng không? Chị có quyền chị đi khiếu nại gia đình vì bảo rằng gia đình đó, đó là nói oan cho chị. Chị có quyền đi khiếu nại mà chị là người thượng tôn pháp luật, mà chị là một cái như là phó ban thanh tra, là một giám đốc với một doanh nghiệp cũng to đùng đó. Nó thật sự ai đâu mà đi nói tới chị đồng nghĩa là người ta đá chân cơm của chị rồi đó. Tại sao là những ngày vừa qua chị rút đầu ở đâu rồi đó, chị chui rút ở đâu? Chị cứ lên không gian mạng mà chị đi đi khè, tôi nói là điện qua gặp lại Nguyễn Hiền đó, chứ gặp tôi là tôi hốt cho bà ba câu là bà cũng phải khai thôi.
Bà có giỏi bà điện qua tôi nè, 0916 732 145 đó, bà điện ra bà nói cái giọng đánh đa đánh đẹo này với tôi. Bà tào lao cũng vừa phải thôi, chứ gia đình của người ta thấp cổ bé họng rồi, gia đình người ta cần một cái chỗ dựa tinh thần và một cái chỗ mà hướng dẫn đi con đường pháp lý nó chỉnh chu. Mà mình lại lợi dụng vào cái sự cả tin của người ta rồi mình để mà có những cái chiêu trò, tôi nói thật sự quá bất nhân, quá bất nhân, quá khốn nạn. Và hiện nay chúng tôi cũng đang lầm lũi, đang làm và cố gắng hết sức mình để làm sao cho tròn vẹn và giữ đúng lời hứa của mình đối với hai bên gia đình. Dù có một cái sự phức tạp và có đến như thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ đó. Dù là một sự thành công, mà cái thành công đó nó đạt nhiều cái tỷ lệ thấp nhất thì tôi cũng phải tìm làm sao để cho nó mò ra hạnh phúc. Cái chỗ đấy đây quý vị, cái chỗ đấy nó mới là chết gia đình. Cứ lúc nào cũng lên hứa, lên hứa hứa miết. Thì sao bây giờ nó thật sự thì mình đi tìm, mà chứ mất gì tiền của người ta mình giữ làm chi, đúng không biết ẵng? Anh nói đúng không? Mấy ngày nay xưng cô nó mối miệng quá trời quá đất, quý bà con nó nhỏ tuổi tôi quá trời mà cứ xưng cô miết. Thì cái vấn đề ở đây đó, thôi bây giờ anh nói em, nói anh em cho nó ngọt xớt đi, chứ còn thật sự là cô tôi biết nó cũng mệt. Em bảo rằng là em đi tìm, nhưng mà nó thật sự đồng tiền của người ta là đang trả lãi hàng ngày, thì em thấy cái lương tâm của em nó có được mà cái như là yên bình hay không, cái lương tâm của em nó có được cái nó có cái sự cắn rứt hay không. Trong quá trình em đi tìm thì tiền mà cái như là tiền vật mộ, tiền nhà báo, tiền luật sư, tất cả mọi cái em trả lại cho gia đình đi, tính tổng trị giá mấy khoản này nó hơn hơn 2 tỷ. Thì em trả lại cho gia đình, đây là một trong những cái gọi là em khắc phục cái hậu quả ban đầu đó, đỡ gia đình đi trả cho người ta rồi, cái như là nó thật sự nó bớt tiền lãi đi chứ. Em bảo lúc nào cũng là tôi cũng là cố gắng hết sức ở đây, nó thật sự với con giống như là mấy ông bác sĩ mà ông đi an ủi gia đình bệnh nhân đó. Rồi đến giai đoạn cuối rồi sao, đến giai đoạn cuối rồi xin lỗi gia đình tôi cũng cố gắng hết sức rồi hả? Cao lắm lúc ngày lúc sau này đó, rồi gia đình theo cho bà 3 năm nữa rồi, cái như gia đình không còn cái chi nữa, ra đường ở rồi bà tới lăng trại người ta mà dựng lên đó, ở ngoài vỉa đường đó bà tới xin lỗi chị hai, tôi cũng cố gắng hết sức rồi đó, chị hai, cho nên bây giờ thua rồi đúng không, chơi bài gì kỳ vậy, tiền của người ta mình đang giữ mà bảo rằng trời ơi tôi cũng cố gắng hết sức bây giờ mặc dù tôi đang khó khăn. Khó khăn là chuyện của chị, đúng không? Ngay từ đầu chị cũng lên chị nổ như bom là chị đi nước ngoài mới về, sự việc con cháu của chị là chị phải tham gia, chị phải nhúng tay, chị phải thế này, chị phải thế kia, cuối cùng trật quốc, cuối cùng chị là một trong những người ở trong nước hay không ở nước ngoài nào trời. Rồi bảo rằng bây giờ là bà có một thông tin, bà có hai cái quốc tịch, một quốc tịch ở Singapore và quốc tịch ở Việt Nam. Rồi bà cũng là phó ban thanh tra của một tập đoàn ở tại Singapore đó quý bà con, khủng khiếp vậy ha, dữ ha. Rồi nó thật sự ra đó, rồi bây giờ đó bà nói thật sự ra coi chừng cho tôi, mà tôi cho cái anh này anh lên đó là anh này bà biết mà, tôi cho anh lên một cái là chung là bà có dụm đủ thôi. Anh lên đây xem như tất cả những cái gì của bà là xem như nó không còn. Anh cũng hưng hực mấy ngày nay rồi đó quý vị, cứ thôi để cho tôi lên tôi nói đi, tôi biết rõ về bà này, tôi cũng test thử cho mấy lần rồi cũng là ok lắm rồi đó, chỉ cần là chờ tôi bấm nút rồi bắt đầu là anh lên đó. Ai đâu mà có người chi mà tôi hỏi quý bà con, tất cả những con người mà từ trước đến giờ là gặp bà này người ta cũng phải là chắp tay người ta chạy chạy dài thôi đó, người ta gặp bà là nó thật sự giống như là gặp hồ ly đó. Gặp là người ta cái chắp tay người ta lạy dài thôi, thôi cho mong rằng lần sau nó may mắn hơn là đừng gặp tới chị, chứ gặp tới chị là người ta đen. Thậm chí một người lao công mà chị còn không tha, một người lao công mà còn giật tiền vào lương của người ta nữa, thì biết chị là cái thành phần nào rồi đúng không? Chị lên không gian mạng mà chị nghĩ rằng chị nói sao đó người ta tin vậy hả? Tin như thế nào? Chưa thấy chị có một cái chứng minh gì cho cộng đồng mạng hết trơn, toàn đi nổ rồi gom tiền của người ta, sống bất nhân chưa? Đó, chị sống tốt đẹp dữ không, phó ban thanh tra của tập đoàn ghê không, nghe mà nghe nó oi nó oách dữ quá vậy ha. Tôi không dừng lại, và bên cạnh đó thì tất cả những người bạn, những người anh, những người chị
cũng đã đồng hành với tôi để giúp sức làm sao để tìm ra. Và tôi khẳng định cái chết của cháu Hà không phải là do tự tử. Cái này là cả cộng đồng mạng đó là người ta cũng đặt cái nghi vấn rồi, đâu phải là bây giờ chị là người đầu tiên phát hiện đâu, đúng không? Cả cộng đồng mạng là người ta đã đặt cái nghi vấn rồi. À, chứ không ai mà nói thật sự tự tử mà nằm dưới sông Vàm Cống 12 ngày phải dùng móc sắt kéo lên ở trên đó. À, nhưng nghi vấn là nghi vấn. À, còn cái vấn đề đó thì chúng ta tất cả những cái gì cũng đang trông chờ vào chị, đúng không? Cũng chính từ cái sự nghi vấn đó mà người ta mới cho chị vô cuộc. Chứ còn nếu mà gia đình không có sự nghi vấn mà đó thì làm cho chị mà nhảy vô cuộc trong vấn đề này. À, cho anh chị cái là gọi là một trong những con cò mà thừa nước đục mà nó mổ cá đó, đó không? Nó chờ nước đục quá, cá không thấy đường bơi lắc la lắc lư là cò nó gió cái mỏ xuống, nó mổ cái bắp một cái là trúng theo quý bà con. Tất cả những người mà đồng hành với chị đó, tất cả người đồng hành với chị trong đấy cũng có một số người đó cũng đã liên lạc với tôi rồi, cũng đã xem như là chấp tay lạy chị rồi. Người ta cũng có một trong những cái mong cầu ngày đầu năm đó, đừng cho tôi gặp bà bí ẩn lần hai. À, đây là một trong những cái nó sai lầm và đen đủi nhất cuộc đời của họ. À, họ đã nhắn tin vào cho tôi, họ cũng đã thể hiện một cái sự gọi là bất an, thể hiện một cái sự gọi là hối hận khi mà đã gặp chị trong cái cuộc đời này, đúng không? Người ta đâu có nghĩ chị là một con người như vậy đâu. Người ta nghĩ chị là một trong những người là cái như là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Ai đâu mà ngày bây giờ cái bản chất của chị là thấy cái chuyện bất bình là ra tay, chị cào hốt là chơi đó là ai chơi? Đó. Cái tinh thần của chị là ngày xưa chị vào là tinh thần của Lục Văn Tiên, à, tinh thần của là Thạch Sanh. Nhưng mà trong suốt một quá trình chị làm là chị nó thật sự là cái Lý Thông. À, chứ chị không phải là à, chị có biết cái câu chuyện của Lý Thông với Trịnh Hâm không? Đó. Ngày xưa chị vô đó là nó thật sự tinh thần của chị là Lục Văn Tiên đó, rồi Thạch Sanh không à. À, rồi làm già một riết một thời gian bắt đầu nó lòi ra đấy là chị là cái như là cái tinh thần là Trịnh Hâm. À, rồi cái như là à, Ly Thâm. À, nó trổ ra quá trời quá đất thâu chứ. À, chơi cái chi mình là đã hứa một đường là mình phải làm, à, dù nó khó khăn như thế nào cũng phải làm, nhưng phải cho cái thời hạn cho gia đình để họ hiểu rằng đó, à, là mình cái khả năng của gia đình còn đi tiếp tục hay không. À, đằng này không cho cái mốc thời gian, không cho một cái kết quả sơ bộ mà cứ bắt gia đình là phải đi, bắt gia đình và là phải kể như là phải theo, phải nghe mình. À, thậm chí người ta đi còn người ta cái còn có vợ có con có tất cả gia đình, người ta liên lạc về gia đình của người ta mà chị còn chữ ông Vũ mà lên bờ xuống ruộng. À, chơi cái gì mà kỳ vậy? À, giống như là ông Vũ là cái như là giống như một con tin đó quý vị, mày thì phải nghe lời của tao vì đang trong quá trình điều tra, mày nói ra là chết. Mà tôi nói ông Vũ không có ý thức mà, nói một lần thôi, nói nhẹ thôi, ở những cái gì trong quá trình điều tra thôi đừng có nói vô nha, còn cái gì đó rồi vợ chồng nói chuyện đồ thoải mái đi, chứ không có cấm cản gì đâu. Ở trời đường này nó thật sự bả giữ, nó thật sự bả giữ còn hơn mấy con bé dê đi giữ thân chủ nữa. Bả giữ cỡ đó đó, Vũ không thoát ra được. Vũ mà muốn điện thoại nói chuyện ai phải lén lén lúc lúc đó quý vị. À, đến bây giờ bà con phải khủng khiếp thiệt. Công nhận cái con đường của bà này đi là bà tính gọi là một trong những cái con đường mà bà tính đi vào trong vòng làm đất luôn. Đó. Tính chi mà tính bất nhân vậy? Tôi chỉ trả lời như thế thôi. Bà tôi...